Đơn hàng này Liam gói cho bạn Kiều Giang. À, bạn Kiều Giang ở gần nhà Liam ha. Liam gói rồi tối Liam sẽ mang lên nhà cho bạn Kiều Giang. Bạn Kiều Giang và bạn Khánh Vy là khách hàng quen của Liam. Các bạn ở rất là gần nhà Liam ha, cho nên là Liam trực tiếp Liam mang hàng tới cho bạn luôn. Tại vì ở rất là gần nhà cho nên là Liam sẽ mang đến nhà luôn, à, không cần phải túi chống sốc. Cái lưới nè, đồ cắm bút nè, tem cảm ơn, keo nano đây, slam. Đây các bạn, bạn lấy slam hai màu này ha. À, Liam có tặng thêm cho bạn một hũ slam này nữa. Tại vì lúc mà Liam lấy hàng á, đi đường xe các bạn, cho nên là slam nó bị kiểu như là hai cái ngang này nó trộn màu nhau nè các bạn, thành ra Liam không có bán ha. Đây, Liam tặng cho bạn, cho bạn chơi. Đây, tại vì để ở nhà thì Liam cũng không biết làm gì, em tặng cho bạn luôn. Rồi, và cuối cùng là một cái vòng tay đây. Đơn của bạn tổng hết là 140k, Liam giảm cho bạn 6k, còn 134k ha. Tại vì bạn ở gần á, cho nên là không có cần phải mua hàng trên Shopee. Liam giảm cho bạn. Liam có món quà tặng thêm cho bạn Kiều Giang. Nếu mà các bạn mà ở Quy Nhơn á, các bạn mua hàng của Liam thì Liam sẽ trừ giảm bớt tiền cho các bạn ha. Thứ nhất là tiền ship, thứ hai là tiền sàn Shopee thì Liam sẽ giảm bớt cho các bạn. Thì các cái món hàng mà Liam gói ở trên kênh thì Liam có bán ở shop Liam trên Shopee. Liam có để đường link shop trong phần mô tả video nha. Nếu các bạn thấy thích những món hàng mà Liam gói thì các bạn có thể vào trong mô tả video, các bạn vào link để các bạn vào shop tham quan mua sắm trên đó ha. Nếu mà các bạn ở xa thì em sẽ quán kỹ ha. Rồi, đơn của bạn Kiều Giang đã xong. Tối nay Liam sẽ mang hàng đến nhà giao cho bạn Kiều Giang ha. Cảm ơn bạn Kiều Giang đã ủng hộ shop Liam nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.